Cầu bãi cháy Quảng Ninh, cây cầu kỷ lục thế giới tại Việt Nam. Có nhiều người hỏi tôi, tại sao anh lại đam mê những cây cầu? Tôi trả lời, vì cầu là nơi kết nối và chia sẻ. Cầu kết nối đôi bờ, cầu chia sẻ giao thương. Cây cầu Bãi Cháy Quảng Ninh là một trong số những cây cầu ấy. Bên cạnh đó, cây cầu Bãi Cháy Quảng Ninh còn có rất nhiều những điều đặc biệt, xin được chia sẻ cùng với các bạn. Cầu Bãi Cháy Quảng Ninh nằm trên quốc lộ 18, kết nối Hòn Gai với Bãi Cháy qua bến Cửa Lục của thành phố Hạ Long, nơi cửa biển nhỏ đổ ra vịnh Hạ Long nổi tiếng của nước ta, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của nước ta, vịnh Hạ Long. Nằm trên quốc lộ 18, một trong những cung đường huyết mạch về kinh tế, chính trị và quốc phòng, cây cầu Bãi Cháy Quảng Ninh tôi đã có rất nhiều dịp được đi qua nơi đây trong những chuyến công tác. Lần này tôi quyết định dành ra hơn 30 phút để chia sẻ những cảm nhận và những thông tin tôi được biết về cung đường cũng như cây cầu đặc biệt này của Việt Nam ta tới các bạn. Trên đoạn đường này hiện nay đang được mở rộng và làm mới, mặt đường rất đẹp và thuận tiện cho giao thông, hai bên đường cũng được trồng nhiều cây rất ấn tượng. Và trong tương lai chắc chắn sẽ rất đẹp. Đây là đoạn chân cầu chuẩn bị dẫn tới cây cầu mà tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Mặc dù là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh phía Đông Bắc tới trung tâm Hà Nội, từ Hà Nội tới cửa khẩu Móng Cái qua nước bạn Trung Quốc, nhưng giao thông trên cung đường này cũng tương đối yên bình, nhẹ nhàng và rất thuận tiện. Cảnh đông đúc ùn tắc thường ít xảy ra trên cung đường này, đặc biệt từ khi có thêm cao tốc Hà Nội-Hạ Long thì việc đi lại giữa Hà Nội tới Quảng Ninh trở nên thuận tiện và đơn giản hơn bao giờ hết. Nếu có dịp hãy trải nghiệm cung đường và cây cầu này nhé các bạn! Cầu Bãi Cháy Quảng Ninh là cây cầu dây văng một mặt phẳng, dầm hộp bê tông cốt thép dị ứng lực, có khẩu độ nhịp đạt kỷ lục trên thế giới. Công trình sau trên dưới 20 năm lên kế hoạch và xây dựng mới được hoàn thành. Cây cầu được thông xe vào ngày 2 tháng 12 năm 2006, đến nay đã được gần 15 năm. Đây là cây cầu được thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng, trục cầu chính cao trên 50m kết hợp với công nghệ mới. Trong quá trình xây dựng vừa thi công, nhưng các phương tiện phía dưới gầm cầu như thuyền, tàu, bè thì vẫn có thể qua lại được một cách dễ dàng và bình thường. Khi di chuyển phía dưới gầm cầu, ngước mắt nhìn lên cây cầu như những cánh cung khổng lồ với thân cung chắc chắn, dây cung cứng cáp, đặc biệt rất đẹp vào buổi tối. Trụ cầu và dây cáp được ánh điện chiếu sáng, trang trí rất đẹp, toàn cây cầu hiện lên như một con bướm đêm lung linh hấp dẫn. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về cây cầu này từ khi thiết kế đến khi xây dựng, đến khi hoàn thành và cả khi hoạt động ngày nay nữa. Tuy nhiên những câu chuyện này chỉ một phần nhỏ trong số đó là sự thực, còn lại đa phần được thêu dệt lên, làm cho cây cầu thêm huyền bí, hấp dẫn và độc đáo hơn. Rất may mắn tại khu sinh sống hiện tại của tôi có một anh
là một trong những kỹ sư đã từng làm việc trong quá trình thiết kế và xây dựng cây cầu này. Đã có lần tôi hỏi anh về những câu chuyện ly kỳ của cây cầu Bãi Cháy Quảng Ninh, anh đều cười và nói một điều. Cầu Bãi Cháy là một trong số ít những cây cầu cùng thời của Việt Nam chúng ta đã có, và đặc biệt, quá trình thi công diễn ra với những khoảng tiến độ vô cùng khắc nghiệt, đó là một kỷ niệm rất lớn với anh. Tôi trân trọng, yêu thích những khoảng cách đó và không hỏi anh thêm điều gì. Đã nhiều lần tôi đi qua cây cầu này, nhưng mỗi lần qua lại có một cảm giác mới lạ. Khi qua phía trên cầu, mở cửa kính tôi cảm nhận được sức gió và vị mặn của biển phía dưới. Do mặt cầu rất cao so với mặt biển, nên gió ở đây bình thường cũng tương đối lớn. Khi trời giông hoặc bão thì trên cầu gió rất to. Nếu di chuyển bằng xe máy trên cầu khi gặp thời tiết giông bão thì điều này rất nguy hiểm. Sức gió có thể thổi bay dễ dàng một người cùng chiếc xe. Vì vậy, hết sức cẩn thận khi di chuyển qua cây cầu trong điều kiện thời tiết giông lốc. Đây là dốc chân cầu thứ hai khu vực nối với ngã tư Long Tòng. Hiện tại khu vực này đã tương đối phát triển, đường được mở rộng hơn, các cột đèn và biển báo cũng được làm mới hoàn toàn. Bộ mặt của nơi đây đã thay đổi rất nhiều từ năm 2018. Bên cạnh của cây cầu Bãi Cháy là khu du lịch Sun World với vòng tròn mặt trời Sun World. Nó đẹp hơn về đêm và mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn vào buổi sớm. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm cảm giác về cây cầu Bãi Cháy Quảng Ninh trong chuyến hành trình đơn giản này. Đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh và để lại những cảm nhận và ý kiến của các bạn phía dưới video nhé. Cảm ơn các bạn và chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta.